lệnh Fillet bao trò đối tượng, viết tắt là chữ F. Lệnh Fillet đầu tiên ta nhập bán kính ha. R. Giả sử R là cho là 10. Bán kính là 10. Sau đó ta chọn cạnh đầu tiên của đường thẳng. Chọn cạnh thứ hai của đường thẳng thì nó bo lại, Fillet là 10 ha. Lặp lại lệnh. R cho 5 thôi. Chọn cạnh đầu tiên của đường thẳng, chọn cạnh thứ nhì của đường thẳng. Tương tự vậy. Fillet. Chọn cạnh đầu tiên của hình chữ nhật, chọn cạnh thứ nhì của hình chữ nhật. Enter. Chọn cạnh đầu tiên, chọn cạnh thứ nhì. Enter. Chọn cạnh đầu tiên, chọn cạnh thứ nhì. Enter lần nữa, chọn cạnh đầu tiên, chọn cạnh thứ nhì. Ô, lâu quá. Fillet. R là 5 rồi. Nó nhớ ha. Bây giờ chọn chữ Polyline. Chữ B. Bấm vô hình chữ nhật. Không, nó bo được 4 cạnh luôn ha. Nó lệnh Fillet. Ngoài ra, nếu ta Fillet. Ví dụ Fillet này là đang là 5 nè, nó nhớ là bán kính 5 nè, muốn là Fillet cho thẳng lại, bấm Fillet ha, nhấn giữ phím Shift. Nhấn giữ phím Shift xong bấm điểm đầu tiên, bấm điểm cạnh thứ nhì thì nó bo, nó không có bo ha, nói lại hai góc nhọn với nhau. Nó là lệnh Fillet.